rắn hổ mang xuất hiện ở Ấn Độ vì sự thật này. Trong thời kỳ người Anh cai trị Ấn Độ, họ đã phát hiện có rất nhiều rắn hổ mang sinh sống tại thủ đô Delhi. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Anh đã treo thưởng cho người dân bản địa. Mỗi con rắn hổ mang mà người dân tiêu diệt được và mang tới, giao nộp sẽ được trả tiền. Ban đầu chiến dịch này cực kỳ thành công, số lượng rắn hổ mang ở Delhi đã giảm đáng kể và người dân thì lại kiếm được tiền. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà số lượng rắn hổ mang được mang tới và giao nộp mỗi tuần vẫn không hề thay đổi. Nguyên nhân là do một số thanh niên Ấn Độ đã khởi nghiệp bằng cách cho xây trại nuôi rắn hổ mang trong nhà của họ để kiếm thêm thu nhập. Không lâu sau thì chính phủ Anh đã phát hiện ra điều này, họ ngừng treo thưởng cho việc giao nộp rắn hổ mang. Nhưng cũng vì vậy mà những pháp sư Ấn Độ đã giải tán những trại nuôi rắn của họ và thả rông những con rắn hổ mang ra đường, dẫn đến số lượng rắn hổ mang ở thủ đô Delhi đã tăng gấp nhiều lần so với trước khi chương trình giao nộp diễn ra.